Thưa quý vị và các bạn, kem là một món ăn giải khát không thể thiếu trong mùa hè. Chúng ta đã biết đến rất là nhiều loại kem, nhưng trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn kem tuyết. Vâng, kem tuyết có vị thanh, vị mát, khi ăn có vị ngọt vừa phải, tạo ra cho chúng ta cảm giác rất là dễ chịu. Trong chương trình ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn hãy cùng với chúng tôi đến với nhà hàng Hokkaido Snowy để tìm hiểu về món kem này. Kem tuyết là món ăn tráng miệng nổi tiếng ở những nước châu Á như Hồng Kông, Đài Loan, Singapore, Malaysia. Món kem tuyết trái cây thơm ngon đã xuất hiện tại Việt Nam được 3 đến 4 năm và được nhiều bạn bè đón nhận. Kem tuyết không phải là đá bào siro mà được bào từ những tảng kem lớn thành những lớp mỏng, nhìn rất lạ mắt và dễ ăn. Tảng kem lớn được chế biến từ nguyên liệu làm kem và các loại hoa quả. Sau khi cho vào máy bào, sẽ tạo ra những lớp kem mỏng, xếp tầng, không chỉ đẹp mắt mà còn tạo độ mềm, xốp cho kem. Tảng kem lớn, cứng, đòi hỏi người thợ phải rất khéo léo điều chỉnh để kem có độ dày vừa phải và các tầng kem được xếp đẹp mắt nhất. Tôi được biết thì là theo trên mạng mọi người chia sẻ, là do một số người bạn giới thiệu ấy, thì tôi cũng qua thử một lần. Này thì đi đến lần thứ hai thì tôi đi cùng mấy người bạn khác ấy, thì thấy cũng vị nó lạ so với các loại kem khác, chung mà hương vị cũng được ấy. Mọi người cứ lên thử đến một lần. Tôi nghĩ là nếu mà ăn một mình thì không hình hợp, mà lên ăn một số nhóm bạn thì sẽ ngon, vừa ngon mà vừa vui vẻ mà vừa hợp lý hơn là mình ăn một mình vì số lượng là quá nhiều kem ấy. Nhưng mà mình thấy vị kem cũng rất là thanh, ngọt, nhẹ, nó dễ ăn. Và ví dụ là mình nghĩ là chắc là lên ăn kèm với bánh thì chắc là ngon hơn là mình ăn kèm với hoa quả, tại vì là cái vị kem nó đã ngọt rồi ấy, ăn với hoa quả nó dễ bị ngấy. Với chiết xuất từ trái cây tươi nguyên chất, không chứa phẩm màu hay chất tạo mùi, những hương vị kem trái cây mùi rất chung như kem xoài, kem dừa, kem sầu riêng, kem dâu, kem trà xanh. Chỉ cần nếm một thìa kem cộng với nhìn màu sắc của kem là người ăn có thể biết ngay được vị của loại trái cây nguyên liệu đã làm ra đĩa kem đó. Thực tế thì trên thị trường hiện nay có rất là nhiều loại kem, mọi người có thể gọi là đá bào bingsu, đá bào hay là kem tuyết. Và đặc trưng của Hokkaido Snowy là kem tuyết. Khi mà bào ra thì các đĩa kem gồm các những lớp sóng rất là đẹp, vị thực nhất, vì chúng tôi luôn mang đến một cái công thức, chúng tôi luôn tìm tòi tạo ra một cái công thức sao để cho kem Hokkaido Snowy khi các bạn ăn, các bạn thưởng thức thì thấy rằng kem tuyết mang những cái vị ngọt, vị mát, thanh thanh của hoa quả. Ngoài hương vị trái cây, kem tuyết còn có rất nhiều vị, như những vị hương rất phổ biến như kem trà xanh, kem tuyết cà phê, kem tuyết đậu phộng. Tất cả đều có những màu sắc và mùi vị đặc trưng kèm theo trang trí lạ mắt với những món đồ ăn kèm như bánh trôi, xương sáo, thạch dừa cũng như trái cây tươi. Kem tuyết được chú ý ngay từ cái nhìn đầu tiên nhờ vào hình thức lạ, bắt mắt, trang trí rất đẹp mắt, khiến người thưởng thức cảm thấy mãn nhãn trước tuyệt tác kem tuyết có một không hai này. Ngoài ra, hương vị đặc biệt của món ăn cũng là điểm nhấn. Vị kem được tăng lên nhờ các loại đồ ăn kèm phù hợp, lạ mắt và hấp dẫn. Kem tuyết thì thành phần và nguyên liệu chính thì chúng tôi nhập khẩu, gồm có siro, gồm có bột làm kem tuyết, gồm có sữa và 70% thành phần tự nhiên. Chúng tôi trong kem của chúng tôi là hoa quả tự nhiên.
còn còn lại là chúng tôi mix theo công thức riêng của nhà hàng. Ngoài kem tuyết, ngoài một đĩa kem tuyết thì ăn ăn kèm luôn luôn là có những topping, ví dụ như siro, ví dụ như thạch hay là trân châu và các loại hoa quả tươi, thì cái hương vị của kem tuyết nó sẽ đậm đà hơn và nó mang màu sắc riêng hơn. Và được lọt vào top 10 loại kem được yêu các bạn trẻ yêu thích nhất hiện nay. Kem tuyết tại Hokkaido Snow White cũng là món ăn tráng miệng, đem lại cho người thưởng thức cảm giác tươi mát, sảng khoái với sự kết hợp độc đáo giữa ẩm thực và nghệ thuật theo phong cách rất Nhật Bản. Khi thưởng thức, chúng ta chỉ cần trộn đều các loại thạch, hoa quả là có thể ăn được. Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh kem tuyết thì trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu thêm cho quý vị và các bạn một loại kem nữa cũng rất là độc đáo, đó là kem nướng. Kem nướng là sự kết hợp giữa vị béo, vị ngậy, vị thanh mát của kem cộng với vị giòn tan của đường được nướng với nhiệt độ cao. Vâng, trong chương trình ngày hôm nay thì chị Mến sẽ giới thiệu với chúng ta công thức cũng như là sự độc đáo của loại kem này quý vị nhé. Kem nướng, kem cháy hay kem đốt, đây là một món tráng miệng phổ biến ở châu Âu và có nguồn gốc từ các món ăn đặc biệt của người Pháp. Gọi là kem nướng vì tuy đây là một món kem lạnh, nhưng trước khi ăn lại được đốt bằng lửa ở nhiệt độ cao để tạo sự khác biệt cho món ăn. Kem nướng có thành phần chủ yếu từ lòng đỏ trứng và kem tươi đánh quyện với nhau, và thêm một số hương liệu đặc biệt để tạo mùi như vani, panda, trà xanh, vị hoa quả. Sau đó, kem sẽ được nướng để đông lạnh và phủ một lớp đường lên phía trên. Trước khi ăn, lớp đường ở phía trên sẽ được đốt bằng lửa. Đến khi sôi lên, đường sẽ chảy ra tạo thành một lớp trắng nóng phủ phía trên bề mặt món kem. Kem nướng ở đây nguyên liệu thì gồm có lòng đỏ trứng này, kem tươi này, với cả đường. Cho vào, tự khuấy lên. Đánh cho tan trứng rồi là cho vào bát và nướng ở trên lò nướng. Đậy cái giấy bạc vào để cho che cái lớp kem, rồi chúng ta để nhiệt độ 200 độ và nướng trong vòng 45 phút. Chúng ta nướng xong thì chúng ta sẽ để cho nó nguội và sẽ cho vào tủ lạnh để cho vào cho nó mát. Và khi nào ăn ấy, thì chúng ta sẽ rắc lớp đường lên và khò. Nó sẽ tạo một lớp giòn ở trên bề mặt. Món kem nướng là sự kết hợp hoàn hảo giữa vị béo ngậy của kem tươi với mùi thơm của đường cháy, vị lạnh của caramel với vị ấm nóng của lớp đường ấm phủ phía trên. Cầm chiếc thìa gõ nhẹ lên lớp đường nâu, chúng ta sẽ chạm được vào lớp kem vàng béo ngậy, thơm nhẹ nhàng phía bên dưới. Đường nướng ngọt đậm đà, ăn kèm với kem thanh mát, còn gì hợp hơn nhỉ? Trải nghiệm đầu tiên khi thưởng thức món kem nướng này, đó là cảm giác thích thú khi nếm vị lạnh tê tê ở đầu lưỡi với lớp kem caramel phía dưới và ngay sau đó là vị ấm nóng của lớp đường phía bên trên. Kem nướng ở đây, độc đáo ở đây là nó có vị béo ngậy của kem nướng và lòng đỏ trứng và lớp giòn của lớp đường tạo lên trên bề mặt. Mọi người rất thích khó tự khò kem, nhiều bạn cũng rất thích tự khò. Công đoạn đốt đường cũng đòi hỏi sự khéo léo và một chút kinh nghiệm. Nếu đốt đường quá tay thì đường sẽ bị đắng, làm hỏng mùi vị của món ăn. Nhưng nếu đốt chưa đủ thì sẽ mất đi mùi thơm ngọt của đường. Hơn nữa, vì đây là món ăn kết hợp vị lạnh của caramel và vị nóng của đường, nên khi đốt lớp đường phía trên cũng phải đốt nhanh. Nếu đốt lâu sẽ làm mất đi vị lạnh của caramel phía dưới.
Một điều đặc biệt nữa là khách hàng có thể yêu cầu tự mình nướng kem bằng đèn khò và sau đó thưởng thức thành quả lao động của mình ngay tại bàn. Đó cũng là một trải nghiệm thú vị mà rất nhiều bạn trẻ đã yêu cầu được tự mình làm thử. Kem nướng rất dễ làm và chúng ta hoàn toàn có thể tự làm tại nhà. Nguyên liệu: 400 g kem sữa tươi whipping cream, 4 lòng đỏ trứng, 3 quả chanh leo, đường cắt vàng để cho vào đánh kem và để rắc lên bề mặt tùy số lượng bánh. Cách làm: trứng tách lấy lòng đỏ, cho thêm đường cát và nước cốt chanh leo đánh đều. Đổ kem sữa tươi và tiếp tục đánh. Cho hỗn hợp kem vào trong chén sứ chuyên dùng để nướng, bọc giấy bạc lên trên. Đặt các chén này vào trong khay nướng và đổ nước vào khay, ngập khoảng 3/4 chiều cao chén. Cho khay vào lò nướng trong vòng 40 phút. Bánh chín lấy ra để nguội rồi cho vào ngăn mát tủ lạnh. Lấy kem, rắc một lớp mỏng đường cắt vàng lên bề mặt, đốt cho đường chảy ra và cháy vàng. Mặc dù hàm lượng dinh dưỡng có trong các loại kem khác nhau, nhưng theo các nhà khoa học thì các loại kem nói chung đều có một nguồn năng lượng tuyệt vời. Kem giàu carbohydrate, chất béo và protein. Một phần kem thông thường được phục vụ tại các nhà hàng cũng chứa khoảng 7 gram chất béo và 2 gram protein. Kem cũng là một nguồn dinh dưỡng phong phú với hàm lượng vitamin và khoáng chất khá cao. Kem chứa nhiều vitamin, bao gồm vitamin A, C, D và E, vitamin B6 và B12. Kem là một thực phẩm giàu chất béo. Các nhà khoa học tìm thấy thành phần của nhiều loại kem có chứa từ 10 đến 16% chất béo từ sữa. Chất béo trong sữa chủ yếu là chất béo bão hòa hay còn được gọi là cholesterol. Khi mức độ cholesterol trong máu của bạn quá cao, nó có thể hình thành các mảng bám. Các mảng bám này tích tụ trên thành động mạch của bạn và gây cản trở lưu thông máu. Do đó, ăn quá nhiều kem sẽ gây phản tác dụng. Kem cũng chứa rất nhiều đường. Các chuyên gia dinh dưỡng cảnh báo rằng, tiêu thụ quá nhiều đường có thể gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe như tăng cân, sâu răng và nồng độ triglycerid, một loại chất béo không lành mạnh trong máu. Để giảm nguy cơ cholesterol cao và các vấn đề liên quan đến tim mạch, bạn cần dùng kem với khẩu phần vừa phải hoặc chọn kem làm từ sữa ít béo, ít đường. Kem rất ngon và rất dễ gây nghiện trong mùa hè, nhưng chúng ta chỉ nên ăn với một lượng vừa phải để có tác dụng giải nhiệt mà vẫn đảm bảo sức khỏe.